Hai thanh lý cho anh em một số con máy này các bác ơi. Cưa lọng cờ rau này. Đấy, hàng xịn luôn đấy anh em nhá. Hàng bãi về cho anh em rất là xịn luôn. Con này sử dụng điện 220V này, 710W này, hàng xịn luôn. Đây, cắm điện trực tiếp cho anh em xem luôn. Máy nào cũng chạy ngon, đã thanh lý nhưng mà máy nào phải chạy ngon cho anh em. Đến nơi anh em cứ mở ra kiểm tra test hàng thoải mái sau mới thanh toán tiền anh em nhá. Hàng cờ rau của nó xịn lắm. 500.000 con này. Đấy, còn đây là cắt gạch này, thanh lý cho anh em 450. Còn đây là máy cắt lưỡi 125. 125, 150 đều vừa cả anh em nhá. Thanh lý luôn con này 500.000. Đấy là nhanh. Đây, còn đây là máy cắt lưỡi 230. Đấy, xem rất là to luôn. Máy này anh em cắt bê tông, cắt đá các thứ đều ngon luôn anh em nhá. Thanh lý nốt lại 700. Đấy là giá bên em bao ship luôn cho anh em rồi đấy ạ. Cơ kiếm này cũng là 500 anh em nhá. Đấy, còn con khoan rút lõi này, còn duy nhất một con khoan rút lõi luôn. Máy này là hàng chuẩn chính hãng của Pigeon nhá. Máy này con riêng con này nhìn rất là mới luôn các bạn. Mà khoan được rút lõi là mũi 180 đổ về luôn. Thanh lý nốt 700.000. 700.000 con máy. Cưa kiếm này 500 này. Con này cũng 500 này. Con này là con cắt rung. Cắt rung này thanh lý nốt cho anh em 300.000. Còn nếu như bác nào cần mua lưỡi thì thêm cho em 50.000 nữa nhá, là 350. Đấy, hàng rất là ngon luôn. Còn đây là máy lưỡi 125. Máy mài cầm rất là vừa vặn tay luôn, sử dụng cung tắc cạnh này. Tất cả những cái dòng máy này thì đều chạy ngon luôn anh em nhá. Con này là 340. Đấy, máy hàng con Deco này cũng là 340 này. 340.000 một con, chuẩn dây đồng luôn. Và tất cả các hàng này đều chạy ngon nguyên anh em nhá. Các bạn yên tâm đi, những cái dòng này yên tâm là dùng ngon mà làm công trình thoải mái luôn. Máy nào cũng chạy ngon hết. 340.000 một con anh em nhá. 340.000 này. Đây có con này điện 110 anh em nhá, điện 110. Thanh lý nốt cho anh em mình có hai con này, có hai con này 110 thôi. Còn lại đều là 220 cả. Hai con này thì một con là 270 đi. Còn con này 340.000 này. Những cái dòng này đều là điện 220 cả anh em nhá, đều là điện 220 cả. Có mỗi con Ryobi này 110 thôi các bạn. Còn con này này, thanh lý nốt cho mình 500.000 con này. 1150W điện hai con này đĩa cắt 125 anh em nhá. 300.000 con này. Con này 340.000. Có một con Ryobi này. Xem con Ryobi, Ryobi này điện 220 các bạn. 1200W có chỉnh tốc độ. 350.000 con này. Máy này cũng đĩa 125 này. 340.000 anh em nhá. Quá là rẻ rồi các bác ơi. Con này cưa kiếm này 500.000. Máy mài này. Máy mài lưỡi 125. Con này 340.000. Con này 340.000 anh em nhá. Đây. Còn có cả bu lông chạy điện này, bu lông chạy điện con này thanh lý luôn, con này bao nhiêu đây? 500.000 thì cho nhanh này. 500.000 con này. Đấy. Rất là xịn luôn, hàng đều chạy ngon đây, con này rất là khỏe luôn. Kể cả anh em mà con này anh em mang ra bán ốc bu lông tầm khoảng 30, 35 các thứ đều ok luôn anh em ạ. Chạy điện nó khỏe lắm, khỏe hơn đồ pin nhiều anh em ạ. Đó. Bán ốc cho em tầm ốc 35 đổ về nhá anh em nhá. Đây còn ít máy mài nữa này. Con này đấy. Còn nó về nhưng mà nói chung là hàng ấy nó cũ nát như thế này rồi. Thế này em sẽ thanh lý cho anh em. Con này 300.000 một con anh em nhá. 300.000 một con. Đấy. Anh em nào cần để lại số điện thoại anh em nhá. Cưa kiếm này 300 này. À quên 500 này. 500 cưa kiếm này. À đây có con trà tăng nữa anh em này. Con máy trà tăng này các bạn nhìn. À con này con trà tung, trà tăng quốc này các bạn ơi. Các bạn xem. Anh em mà trà trên mạng ui còn nó rất là mới luôn các bạn ơi. Trà tăng quốc này còn rất là mới luôn này. Nhưng mà rất tiếc là bên công ty người ta đã bóc tem hết tem mác rồi. Chỉ còn mỗi cái chữ thương hiệu quốc ở đây thôi, quốc tem đúc dập nổ anh em nhá.
Đấy, anh lấy luôn cho anh em con này 750. Còn cực kỳ mới luôn. Còn nếu như anh em mà xem tra được cái giá trên mạng, phải nói là giá rất là cao. Trên mạng toàn bán giá 7-8 triệu luôn anh em ạ. Đấy. Số lượng đấy còn tầm bằng này con. Anh em nào cần để lại số điện thoại cho em nhé.